Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba, ngày 14 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn. Chương trình thời sự tối nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Quý vị khán giả, hôm nay kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 tiếp tục chương trình làm việc với một số nội dung về xây dựng luật. Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua luật cảnh sát cơ động, nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đối với dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, đã có 151 ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ. Trong phiên họp sáng nay, có 20 đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến, có 3 đại biểu Quốc hội tranh luận. Đa số ý kiến tán thành với sự cần thiết ban hành luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Việc ban hành luật này nhằm thể chế hóa chủ trương thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân, thực hiện đúng đắn hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở được nhấn mạnh trong văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng, là bước tiến mới trong chủ trương quan điểm của Đảng, Nhà nước về quyền làm chủ của nhân dân. Trên cơ sở đó hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, các đại biểu cũng phân tích làm rõ thêm những nội dung còn có ý kiến khác nhau, cần phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện để nâng cao chất lượng, tính đồng bộ, bảo đảm tính thống nhất, khả thi của các quy định trong dự thảo luật này. Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Thưa quý vị khán giả, sáng nay Ban chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh đã tổ chức họp bàn giải pháp khắc phục chỉ số cải cách hành chính năm 2021, nâng cao chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh chủ trì cuộc họp. Theo kết quả công bố chỉ số Park Index năm 2021, tỉnh Bắc Kạn xếp thứ 54 trên 63 tỉnh thành phố, đạt 84,69 điểm, tăng 5 bậc và tăng 6,12 điểm so với năm 2020. Trong 8 lĩnh vực chỉ số, có 5 lĩnh vực tăng bậc và 3 lĩnh vực giảm bậc so với năm 2020. Có 47 tiêu chí bị trừ điểm thuộc 8 lĩnh vực. Đối với chỉ số CPAS năm 2021, tỉnh Bắc Kạn đạt 88,27%, xếp thứ 20 trên 63 tỉnh thành phố, giảm 0,27% và giảm 3 bậc so với năm 2020. Trong đó, tiêu chí có tỷ lệ phần trăm hài lòng cao nhất là kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công, đạt 90,72%. Tiêu chí có tỷ lệ phần trăm hài lòng thấp nhất là tiếp nhận xử lý ý kiến phản ánh, kiến nghị, đạt 82,26%. Chỉ số PAPI năm 2021, tỉnh Bắc Kạn đạt 42,1 điểm, giảm 0,56 điểm so với năm 2020. Xếp thứ 34 trên 63 tỉnh, thành phố và thuộc nhóm trung bình thấp. Có 2 trên 8 chỉ số tăng điểm là kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, cung ứng dịch vụ công. Tại cuộc họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận, góp ý vào các dự thảo kế hoạch khắc phục chỉ số năm 2021 và nâng cao chỉ số năm 2022, kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2022, dự thảo bộ tiêu chí đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, trong đó tập trung vào các giải pháp khắc phục những chỉ số bị trừ điểm, giảm bậc so với năm 2020, theo chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo, đôn đốc tiếp tục rà soát từng chỉ số, nhất là các tiêu chí chưa đạt điểm tối đa thuộc trách nhiệm của đơn vị mình để khắc phục, nâng cao trong thời gian tới. Sở Nội vụ tiếp thu đầy đủ ý kiến thảo luận của thành viên, chỉnh sửa hoàn thiện 2 dự thảo kế hoạch, bộ tiêu chí để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị khán giả, hôm nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 6 để cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh và đội ngũ làm công tác tuyên truyền của các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trong tỉnh. Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Minh Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo khái quát những nét lớn về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, định hướng phát triển, nhân rộng các sản phẩm OCOP thời gian tới trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các đại biểu dự hội nghị đã được cung cấp thông tin về quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân,
tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay, thông tin về tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm, dự báo tình hình thế giới, nhiệm vụ công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Trần Thị Lộc đề nghị các báo cáo viên, các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền giúp người dân hiểu về những vấn đề lớn tác động đến đất nước, cũng như phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để có sự đồng thuận với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như cấp ủy chính quyền địa phương. Cùng với đó, thông tin tuyên truyền về kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực của cả nước, cũng như của tỉnh từ đầu năm đến nay. Thông tin về kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15 đang diễn ra. Tăng cường tuyên truyền những chỉ đạo lớn của Đảng, Nhà nước. Trước mắt là công tác tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. Tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của các ngành, cũng như các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao tại địa phương. Những điểm mới và công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, hoạt động khám chữa bệnh của ngành y tế, tuyên truyền về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, v.v. Như tin đã đưa, vào ngày hôm qua, tại mỏ vàng Bác Lạng, huyện Ngân Sơn đã xảy ra vụ sạt lở hầm lò làm một người thiệt mạng, một người mất tích. Ngay sau tai nạn xảy ra, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thịnh đã huy động nhân lực phương tiện tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, do vị trí xảy ra sạt lở nằm sâu trong lòng núi khoảng 500 mét, với khối lượng đất đá rất lớn, trên 10.000 mét khối, nên rất khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Khi vụ việc xảy ra thì đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng, từ con người đến máy móc thiết bị và ra cái phương án là cứu hộ một cách nhanh nhất. Kèm theo đó thì đơn vị cũng thông báo cáo đến các cái sở ban ngành, ủy ban nhân tỉnh, và kèm theo nữa thì đơn vị cũng có tham vấn và mời đến các cái trung tâm cứu hộ để có thể trợ giúp, hỗ trợ cho đơn vị trong cái lúc gọi là xảy ra sự cố này. Cho đến hiện tại thì đơn vị cũng đang tập trung toàn bộ lực lượng, cố hết sức để làm sao gọi là tìm kiếm được nạn nhân cách nhanh nhất. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có mặt tại hiện trường kiểm tra chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả. Cho tới thời điểm này thì về sơ bộ chúng tôi đánh giá đây là cái tai nạn cũng đáng tiếc nhưng mà hết sức là nghiêm trọng, và cái việc tìm nạn nhân mất tích vẫn đang được đơn vị tích cực triển khai. Và cơ bản ấy, thì với cái địa hình khai thác trong khu vực hầm lò ấy, thì việc tìm kiếm nạn nhân là hết sức là khó khăn, và trong cái điều kiện độc đạo thì huy động máy móc nhân lực cũng hết sức là hạn chế. Nhưng mà chúng tôi cũng đang có chỉ đạo cho đơn vị là tiếp tục là nhờ cái sự tư vấn của tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam trong việc là tìm ra cái phương án tối ưu nhất cho việc tìm kiếm nạn nhân. Hiện nay công tác tìm kiếm cứu nạn đang gấp rút được triển khai. Với sự tăng cường của lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh và sự hỗ trợ tư vấn của lực lượng cứu nạn tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam. Do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài từ ngày 6 tháng 6 đến nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều điểm mất an toàn do nguy cơ sạt lở đất, ngập úng. Theo báo cáo từ Văn phòng Ban Chỉ huy về Phòng chống thiên tai tỉnh, đợt mưa kéo dài từ ngày 6 tháng 6 đến hôm nay, 14 tháng 6, đã khiến một người bị thương, hơn 100 nhà ở bị sạt lở ta luy âm, giường, ngập nước, gần 50 hecta diện tích sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản bị ảnh hưởng, trên 500 con gà, lợn bị chết. Toàn tỉnh xuất hiện 19 điểm sạt lở đường giao thông với khối lượng đất đá trên 21 mét khối, ước thiệt hại trên 4,4 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua đồng bằng Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên dự báo những ngày tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa và có lúc có dông, cục bộ có mưa to. Các địa phương và người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Tới đây, chương trình thời sự xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn, địa chỉ bắc cạn tv.vn.